Và để liên tục chương trình, Phương Nghi xin mời năm nghệ sĩ Dũng Nhí. Quý vị ơi, một tràng pháo tay lớn thật lớn đi quý vị ơi. Dạ, dạ lời nói đầu tiên cho em Đăng Kha xin thay mặt nghệ sĩ Hà Dũng Nhí xin gửi đến tất cả cô chú anh chị lời kính chúc sức khỏe và chào trân trọng nhất, một tràng vỗ tay xâm xâm được quý vị ơi. Dạ cảm ơn ạ. Trời đất ơi, không giấu gì anh chị chứ em hẹn manh Dũng Nhí đi qua nhà anh Gàng ăn thôi nôi con của anh Gàng vậy nè, mà tới bây giờ chưa gặp mặt nữa, chắc đi đường gặp gái đẹp chọc ghẹo bị người ta quýnh nằm chèm bẹp rồi nè. Mất dạy, mày nói ai mê gái mày? Anh mê gái chứ ai. Mày hỏi Hoài Dương mê gái không? Dạ. Hả? Đó. Thấy rồi, thấy rồi. Mày hỏi hết trơn mấy chú mấy anh đây coi mê gái không? Có không mấy anh? Trời ơi. Mày hỏi ông Đờn không mê gái không? Nguyên xã luôn. Ông mới nói tao có. Ông đó nói tăng tăng. Ông đội trưởng. Đó, còn tao còn ừ. Tao đó, ông mới nói còn tao. Rồi đàn ông, phụ nữ người ta làm đẹp là để làm gì? Làm gì anh? Là để cho đàn ông trai mình ngắm. Dạ. Ngắm xong là phải có trách nhiệm mê. Đúng. Đàn ông con trai mê gái không có gì sợ. Dạ. Chừng nào mê trai mới sợ. À dạ. Mê nói giỡn anh ơi. Giỡn mày nói xấu hoài. Nói giỡn xíu mà. Nè, anh dạ. Làm gì đi lâu quá? Tao đang ở dưới quê á. Dạ. Tao nghe gạng nói này thâu nồi con đó nè. Dạ. Trời ơi, mới đây mà một năm rồi lẹ quá chừng quá đất luôn. Dạ. Đó, tao lật đật từ dưới quê chạy lên liền nè. Ủa nhưng mà sao lâu quá? Đi đường tắt á nên lâu. Ủa đường tắt sang đường chính hả? Đường tắt có cái phà tao quên. Dạ. Rồi quá phà dạ, chi. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn cô. Rồi quá phà chi. Cái vậy? Tao đâu có nhớ đâu, nhưng mà nhờ quá phà tao mới phát hiện nhiều chuyện lạ xảy ra lắm. Ủa chuyện gì anh? Con cô gái đâu khoảng chừng 17, 18 tuổi vậy hen, nhảy xuống sông cái tụm gì ghê vậy? Rồi con ông già ông nhảy. Cô gái? Rồi con bà già bà nhảy theo cái tọn. Ủa sao ba tiếng động nó kinh khủng nhau rồi anh? Ông già mập nhảy ngang cái ùm. Dạ. Bà già ôm chuối xuống ngang cái tọn. Rồi sao nữa? Ba người lên, có anh phóng viên nhà báo đi ngang thấy vậy phỏng vấn ông già. Để đăng báo? Dạ thưa bác trai, động cơ nào bác trai dám nhảy xuống cứu cô gái? Ông già trả lời sao? Cụ ông nội mày á, thằng chó đẻ nào có đứng tao té. Gì kỳ á? Đẩy ông già quan bên phỏng vấn bà già. Bà già mới gan. Dạ thưa bác gái, động cơ nào bác gái dám nhảy xuống cứu bác trai? Rồi bà già trả lời sao? Cái thằng quỷ già kia té rồi thôi đi, nắm áo dài tao kéo theo. Ủa vậy là ai cứu ai? Ba người té ai cứu ai đâu. Trời đất ơi, cũng nhiều chuyện nữa. Nhiều chuyện mới đi trễ nè. Ừ. Bỏ luôn đi. Rồi. Ê. Dạ. Nhờ đi trễ tao phát nhiều cái chuyện hay lắm mày ơi. Ủa chuyện gì nữa? Bây giờ làm ăn buôn ba bán gì á, người ta có khuyến mãi hết rồi. Ủa có hả anh? Có chứ. Khuyến mãi gì? Ví dụ như cái ví dụ nấu ăn ở ăn cái gì, cô hai, cô gì đó nè. À. Cô gì đó. Có, à. Có khuyến mãi đặc biệt luôn á. Ủa, em thấy khuyến mãi gì đâu ta? Có. Khuyến mãi cái gì? Ví dụ như mày đặt ma hen. Tặng gì? Tặng dĩa tâm. Dĩa ông. Có. Tặng cho mày xỉa. Xỉa lòi nú luôn. Cho mày xỉa văng cái răng giả luôn. Chưa đâu. Chưa. Hồi nãy tao lên bến phà. Dạ. Gặp bà kia kìa. Ô. Ông ăn sợ dây nịt. Tặng con vịt. Ông chơi lớn ta. Mày qua sớm Lê Văn Gàng đi. À. Bà cái bà bồn. Ừ. Bà tặng cho mày. Ê. Gì vậy? Gì ông? Gì ông là gì? Gì vậy? Gì ông là gì? Bà kia. Bà bán cái. Bà tặng cái gì? Bà tặng con chồng. Nội làm hết hồn. Hồn gì? Mày xuống Long An nhận phê kìa mới tặng dữ lắm. Tặng gì? Nhà của nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phê. À. Bà kia bán ký khô cá sạc. Ừ. Bà tặng cho cái. Ê. Gì nữa? Đang nhà ông. Ừ. Như ai bên nhà anh Phê bán gì? Bán ký khô của sạc. Tặng cái gì? Tặng cái khăn lau mặt. Tặng. Chứ mà tưởng tặng cái quỷ gì? Ai biết đâu. Cái mặt mày nhìn thấy cái mặt nó là không đàng hoàng rồi. Đây. Dạ. Rồi, bữa nay là sinh nhật lần thứ nhất. Đó, của Lê Cao Đức. Dạ. Ôi, Lê Cao Đức, tôi muốn đổi cái chữ cao này quá. À. Mà không được đâu, thôi để đi, để vậy đi. Ừ.
Trời ơi, ta nói nghe là hôm nay là sinh nhật nè, đông lắm, có nhô nghệ sĩ, ca sĩ đồ quá trời luôn. Phải không? Trời ơi, đại ca. Dạ, anh. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Đó, là nói quá trời luôn, chuông vàng, chuông bạc, chuông gì đủ thứ chuông hết trơn á. Rồi. Đó, đó, quá trời luôn, bây giờ có chương trình văn nghệ hay lắm, tao mày lại tham gia văn nghệ chơi nè. Ủa anh biết gì về văn nghệ mà tham gia? Trời, dân miền Tây mà nó hỏi biết văn nghệ không? Anh biết gì? Ca nhạc mày. Ca nhạc phải không? Ơi, ơi. Chơi nè. Dạ, anh muốn chơi sao? Nhưng mà trong bài ca phải có con thú á nha. Ô trời, khó vậy anh? Ừ. Nhưng mà em chơi khó hơn anh à. Em chơi từ 1 con thú tới 10 con thú. Chấp ca trước á. Rồi anh nghe nha. Ơi. Một con nè. Một con gì? Này cô bé con ấy tóc đuôi gà, đạp xe trên phố, phố đông người qua. Một con. Con gì? Gà. Gà đâu? Này cô bé có mấy tóc đuôi gà. Trời, có cái đuôi không tính mày. Có chữ gà là được rồi. À, có chữ gì tính con nấy đúng không? Dạ, tới anh hai con. Về lại quê hương Sóc Trăng. Sóc Trăng hai con. Nội dạ. Ca đảng hậu thiệt trời. Nhanh gọn lẹ đi cha chi lòng vòng. Miễn sao nãy em nói có chữ gì tính con nấy. Ờ. À, bây giờ anh ca vậy đúng không? Ờ. Rồi, nghe kỹ đếm ba con nè. Rồi. Đừng tin vào lời ống bướm, đó là hố sâu là cạm bẫy tình yêu. Ba con. Ba đâu? Đừng tin vào lời ống bướm. Ống bướm hai con. Đó là hố sâu. Con gì? Con sâu. Em mày chân gian mày. Em ăn gian chỗ nào? Cái đó cái hố sâu mà. Thì con sâu nó nằm trong hố đó. Mặt con gian thấy sợ. Tới anh bốn con kìa. Con nhỏ mà điếm quá. Mời anh. Mày. Bốn con. Bốn con. Đúng rồi. Em nghe gì không hỡi em, con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên ngọn tre. Hót đi chim, múa đi chim, bốn chim. Ủa chim đâu bốn con? Chim đầu hè. Dạ. Chim ngọn tre. À. Hót đi chim, múa đi chim, bốn con bốn chỗ. Trời đất ơi. Trời gì? Ông chơi gian anh ơi. Gian hồi nào? Ừ, không lẽ 100 con chim anh đưa vô bài này? Có luôn. Chim gì? Chim chết chè, chim le le, chim xe xẻ, chim gian gì vô, chim múa lửa. Ủa chim múa lửa chim gì vậy? Chim thui á. Chim thui ai tính? Mày không tính chứ thằng gàng nó tính. Gian quá. Đổi đề tài đi. Cho ra đề tài á. Bây giờ em với anh thi đố đi. Cho đố trước luôn. Em đố trước đúng không? Ừ. Rồi em đố anh nha. Rồi. Em đố anh trong tất cả các loại muối. Muối hả? Dạ. Rồi. Muối nào ăn vô có vị ngọt? Cái muối mà ăn vô nó có cái vị ngọt á là mày khùng rồi. Sao chị không khùng? Cảm ơn con. Em cảm ơn chị. Rồi, muối nào ăn vô có vị ngọt? Mày khùng á, muối nào ăn ngọt mày? Có. Ui, muối ăn mặn ui. Có. Thua. Đâu có vị ngọt đó là muối. Muối gì? Muối mít. Dạ đúng không anh? Quên cái muối mít, muối bưởi thì nó ngọt bà cố luôn. Chứ sao? Ê nhưng mà chính tả là em sai nha. Ủa em đố chữ mà. Em muốn chơi chính tả, anh chơi chính tả với em. Chơi chữ. Anh đố em. Dạ. Trứng gì không ăn được? Trứng... Trứng nào ăn là không được? Có cái loại trứng nhìn thôi chứ không dám ăn. Hả? Thua. Trứng không ăn được đó là... Trứng gì? Chứng minh nhân dân. Mày ăn không? Tao cho mày một cái nè. Ờ. Sao? Đúng rồi. Anh đối chữ lại. Rồi chứ nãy mày muối có ô, muối không ô sao? Được, 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 được. Rồi bây giờ em đố anh nha. Rồi. Một giờ. Nằm. Hai vợ nằm chèo queo. Em đánh lạc hướng mũi mà. Lạc hướng phải không? Đúng rồi. Muốn chơi lạc hướng, chơi lạc hướng luôn nè. Mà... Trước khi đố em nha. Dạ. Ừ. Gọi là cho.
Bà ông mới vỗ ta đó. Thúi heo chưa theo chuẩn bết. Ai ơi, thúi heo đen luôn ăn. Bà con cái đi em. Dạ vâng, hài kịch đến đây đã kết thúc. Dũng Nhí và Đặng Kha xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho con trai được mạnh khỏe, sau này ngoan nha con nha. Chút xíu nữa ca còn ở đây tới sáng được mà. Thôi còn ở tới sáng được. Để tới người ta. Trời đi. Anh có hứa với em rồi, chút nữa hát hoài mới về chứ không có thể nào mà không hát về được. Em rất là mê anh hát cổ. Ủa? Anh Dũng Nhí nha. Trời ơi. Rất là mê. Bây giờ mới có thêm hai chữ, mấy chữ hát cổ. Rất là mê. Hồi nãy nói là em mê anh Dũng lắm. Là phải em mừng quá trời, anh uống là em hết liên châm luôn. À dạ vâng, và để liên tục chương trình thì sau đây Vân Nghi cũng xin mời anh nam nghệ sĩ Lê Văn Gàn. Anh ơi, theo sự yêu cầu của mọi người thì anh hát một bài để thay cho một lời tri ân nữa, để mến gửi đến toàn thể quý vị quan khách quý. Dạ quý vị, còn lại cho anh Gàn em một tràng pháo tay lớn thật lớn và nồng nhiệt lên quý vị ơi. Dạ sau đây để nói tiếp chương trình, Văn Gàn xin gửi đến toàn thể đại gia đình một lớp trích đoạn trong tuồng Sự Tích Cây Nguyên Ương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thôi đừng nói mà chi khi tình yêu tan vỡ. Đừng nói mà chi buồn lắm người ơi. Tôi biết thân tôi rồi, tại số tôi nghèo nên tôi đành phụ tôi. Thôi nói đỡ mà chi thêm đau lòng người ơi. Vừa tôi thấy cô không cùng chung lý tưởng thì làm sao mình chung lối. Dạ xin mời. Thôi để anh em hát đi, còn nghệ sĩ đông lắm. Dạ cảm ơn anh trai rất là nhiều. Và để liên tục chương trình nào, Phương Nghi xin mời nghệ sĩ Huyền Trân. Chị Trân ơi, hát một bài đi chị yêu. Trời ơi, không lẽ chăm. Không lẽ em năn nỉ chị vậy mà chị không hát luôn á, thiệt luôn á. Hát bài đi chị. À Quyền Trâm. Không, chị phải hát với em mới được. Trời ơi. Em hát gấu chết luôn. Dạ lần đầu tiên thì em mới đến nhà của anh trai thì trước tiên xin kính chúc là gia đình luôn luôn khỏe mạnh và sau là chúc cho bé Trộm Vía là mau ăn trông lớn, học giỏi nghe lời ba mẹ nha con. Dạ và sau là em xin kính chào tất cả các quý quan khách thân thương đã có mặt trong cái buổi tiệc ngày vui hôm nay của bé. Dạ chào tất cả các anh chị nghệ sĩ rất là nhiều, hôm nay quá trời vui. Em nói thì cũng dụng lắm, không mấy giờ ca đi. Ca gì ta? Ca gì giờ trời? Trời ơi, tự nhiên lên mất tưởng em tính em về rồi, nhưng giờ giới thiệu cái em bị bối rối á, xong cái không biết hát gì. Trời ơi, hơi dài. Giờ này hơi dài chắc chết, nãy giờ em muốn ăn nhiều quá trời. Thôi xin gửi đến tất cả các anh các chị qua một lớp trích đoạn cũng rất dễ thương, được mang tên Tình Ca Biên Giới ha. Dạ, em xin cảm ơn rất nhiều. Oh,
sức khỏe nha. Dạ. Dạ cảm ơn nữ nghệ sĩ Huyền Trâm rất là nhiều. Và để tiếp nối chương trình, Phương Nghi cũng xin mạn phép theo sự yêu cầu của rất là nhiều khán giả. Không phải mình nên MC nó mê mà nhiều người mê quá. Thôi em mời anh Dũng Nhí sẽ hát một bài tân cổ theo sự yêu cầu của rất là nhiều người. Dạ quý vị vỗ tay đi quý vị ơi. Dạ em trở lại. Dạ không biết lợi hại hay ăn hại. Thôi kệ, có lợi hại hay ăn hại gì, quý vị cũng thông cảm. Và để tiếp tục chương trình, Diệm Nhí xin gửi đến ba câu mộng cổ của cố soạn giả nhân dân Diễn Châu. Bài hát được mang tên Người Điên Yêu Trăng. Và xin phép mời tiếng đàn của em Lê Của. Anh xin phép nha. Cảm ơn. Rồi mời em Hảo luôn, mời luôn cưng. Kệ đi, bữa nay mình nhiều mà, thay đổi qua lại cho vui. Cảm ơn. Dạ. Dạ không, em ngâm thơ à. 456. Bao đêm rồi ta nhớ vầng trăng, sương khuya mờ rơi, cây tuôn ngàn lá, buồn ơi là thank you.
còn đây với số kiếp con người. Nhưng thấy nắng nói đen nhìn quen ra là nên mọi người mới gọi kẻ tuôn tâm. Khi ta đi trắng và có bóng ngày ta về quốc gia chân chân. Ta cười miếng nước đi. Dạ bài này tiếp tục chương trình cũng thể thể lời yêu cầu và cũng đuối lắm rồi. Xin gửi đến ba câu vọng cổ trích trong vở cải lương Chuyện Tình Hàn Mặc Tử. Mộng cầm ớt, cho tới bây giờ anh cũng không biết anh mang căn bệnh gì. Không lẽ cơ thể này đã chết dần sự sống, khi mạch máu anh vẫn còn lưu truyền ở buồn tim. Không lẽ quanh người anh có sự rình rập của tử thần, chờ đúng giờ đúng khắc đưa anh về đất chúa. Buồn ơi hai tiếng từ ly nào này, vì đâu hai đứa mình cách xa nhau. Đang xót xa nay đã tàn theo gió mưa, phương trời quê nhớ nhạt nhòa. Từ nay trong gió lời thảm thương hoài, hồn thờ anh xin giữ kinh theo mang. Hòa chung ánh trăng đêm gió, hòa chung ý thơ đau thương anh lắm. Cầm mong cảm ơn
Sĩ Dũng Nhí rất là nhiều. Và để liên tục chương trình, Phương Nghi cũng xin mời nghệ sĩ Thu Vân. Dạ, em mời chị nghệ sĩ Thu Vân về sân khấu. Nghệ sĩ ưu tú Thu Vân. Chị cảm ơn em. Cũng là đầu tiên thì cho Thu Vân nói là mời nhạc sĩ Lê Của ở lại đàn giúp chị nha. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho Thu Vân được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến gia đình của anh nghệ sĩ Lê Văn Gàng cùng với tất cả quý cô chú, quý anh chị đang có mặt trong cái buổi tiệc mừng thôi nôi của cháu Lê Cao Đức tối ngày hôm nay. Thì nhân ngày mừng cho cháu sinh nhật tròn 1 tuổi, cô Thu Vân chúc cho con mau ăn chóng lớn, thông minh khỏe mạnh và lúc nào cũng ngoan ngoãn đáng yêu, và sau này sẽ trở thành một người con có ích cho xã hội, cho mọi người ạ. Và đến với cái buổi tiệc vui hôm nay thì trong một chương trình văn nghệ, Thu Vân xin phép được gửi tặng cho tất cả quý vị với một bài tân cổ trước đi, rồi xíu nữa chắc còn hát một bài nữa. Tại vì lâu lâu lên lần là mình phải hát cho nó tròn luôn rồi mình mới xuống. Bài tân cổ được mang tên bài tân cổ gì ta? Hả? Bài tân cổ được mang tên Nụ Hồng. Cái này theo lời yêu cầu của các nhạc sĩ, mà trong đó có nhạc sĩ Lê Của. Dạ, bài tân cổ Nụ Hồng sáng tác nhạc Trần Hữu Bích, lời vọng cổ có son giả nghệ sĩ ưu tú Thanh Vũ. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức ạ. Thank you.
Vinh Phê ha. Dạ để em đã chuẩn bị là em sẽ hát một mình em và em sẽ mời một cái nam nghệ sĩ, những người anh thân thương của em đã từng đoạt những giải rất là cao trong cuộc thi Chuông Vàng Mông Cổ. Thì em xin phép mời Chuông Vàng Mông Cổ nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phê. Dạ. Quá trời lâu rồi. Quá trời nãy giờ hai anh em mình mới được hát, nãy anh hát bài nào chưa? Ủa vậy hả? Có rồi hả? Bởi vì nhìn thấy anh lạ lạ là em biết rồi. Chị đóng gì vậy? Cho cái micro của anh Phê giùm em. Nói chung anh em nghệ sĩ đông mà mình hát rồi mà mình hát lại thì nó hơi rất là ngại. Đâu có sao đâu anh, tại vì nghệ sĩ thì một còn một ít, rất là ít khán giả mình vẫn hát, một người khán giả mình vẫn hát. Tại vì ở đây rất là còn những bàn tình thương mến thương đối với gia đình của anh Gàn rồi. Hát bài gì chết đoạn gì ạ? Anh Gàn yêu cầu lớp chết đoạn Nguyệt Hữu Dương đúng không? Ở cái này là 5-6 chứ đâu phải 1-2. Phải không? Vậy không, dây đào thì ca dây rê thôi nha. Tại vì cái này lên cổ cao lắm. Được. Rê thăng cũng được, rê thăng đi. Lâu quá Thu Vân không hát lớp trích đoạn này mà không biết hát có đủ hơi không, tại vì giờ này cũng hơi mệt. Có gì thì mong quý bà con, cô bác thông cảm bỏ qua nha. Nếu mà nó có bị hụt thì bỏ cái gì vậy? Chắc không sao. Xin chào bà. Ông kìa, ông là ai? Thưa bà, tôi chỉ là một tên ăn mày khốn khổ. Một gã ăn mày à? Ông kia, ông cần gì? Bán tiền hay là cơm gạo? Thưa bà, tuy tôi là kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, nhưng hôm nay tôi đến đây không phải dụng ý để khắc thực hàng ngàn. Ờ, vậy cháu muốn gì? Tôi muốn nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mong nhớ. Cấm ngay! Gã mày hỗn láo kia, ngươi là ai? Ngươi là ai? Đây, bà hãy nhìn cho rõ kẻ khốn khổ này. Kìa, Trần Bảo, anh vẫn còn sống. Không, Thảo Lan. Đừng bảo im giang, anh chưa tới gần. Vì sao lại lánh mặt anh? Tại sao? Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây quen ngó nên đành phải quay lưng cuối mặt trốn chạy người xa. Để cứ quên đi chuyện tình ngang trái à, cho dù lòng em vẫn Trong bầu anh ơi gì thì tại làm
cầm dám nơi ngục tù tắm tôi. Tôi cứ sợ cứ lo cho người tôi yêu phải đắm chờ tháng đời. Trừng bầu sợ từng cơn gió riết sợ lúc trời đổ mưa giông làm cho lạc hồng mỗi thắc mắc biết em xanh tóc bay rã rời bao nỗi nhớ niềm thương đây. Làm cho ai phải ngày ngày mòn môi nhớ bóng đêm cánh chè tắt teo thương đời quá lạnh lẽo chung cô phòng lòng muốn gặp lại cô nhân nhưng khi thoát chết tôi trở về đây tìm người yêu cũ nhưng có ngờ đâu đầu ông ngày xưa đâu còn nữa người của tôi yêu đã về lối xa thuyền. Trần Bảo Linh hãy rời khỏi đây, anh đừng nói gì thêm nữa, anh đây đi anh ơi. Trần Bảo trả lại ánh trăng kia niềm đắm nào trả lại xác phương dưới cành lá. Cành lá đã sớm rơi mau còn đâu một ngàn mây bay còn đâu khi niềm nằm sao. Xin trả lại ngày xưa ôi nghe đau xót tâm hồn xin nay hai sớm quên đi cành lá. Xin đôi mắt trọn đời Trần Bảo anh ơi ai hiểu cho em đâu mãi chỉ sợ giàu sang mày tay lòng đôi cha cũng có thăng sáng ngôi lời chàng ca tình cũng nghĩa xưa hồ tặng kêu ra hai biết tùy chung em đây dèn giờ nhưng con có tay con tàu lạ lại ngành chẳng chớ theo trò đời dù mẹ dù không lối đào tàu càng đi sâu em thành tổng công phu nhân Trần Bảo. Cho đến nay tôi mới biết tôi lầm đi xây lầu mong yêu đương trên bãi cát. Tôi tưởng đâu khổ sầu làm cho bà tàn phai nhan sắc nào ngờ bà vẫn vui cười trên góc lúa vàng son. Trần Bảo ơi, Trần Bảo ơi, rồi một ngày nào đó anh sẽ hiểu cho em. Còn bây giờ anh hãy đi đi, anh hãy đi. Trời ơi, làm gì mà tôi xỉu luôn đó, muốn đứt hơi luôn đó. Dạ, xin cảm ơn ạ. Dạ, em cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thu Vân cùng với nghệ sĩ anh Võ Thành Khuê rất là nhiều. Và để để tiếp nối chương trình, em mời chị Phương Thúy. Xin mời nghệ sĩ Phương Thúy. Thank you.
ơn chị Phương Thúy rất là nhiều. Và để liên tục chương trình, xin mời nam nghệ sĩ Hoài Dương. Ê con Rồi lời nói đầu tiên thì Hoài Dương cũng xin gửi cho lời cho gia đình của nghệ sĩ Lê Văn Gàn, gửi lời chúc mừng cho bé Cao Đức luôn luôn dồi dào sức khỏe và sau này sẽ là một nhân tài của đất nước Việt Nam chúng ta. Xin chúng ta hãy dành cho bé Cao Đức một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Rồi thiệt tình là Hoài Dương đi đến đâu thì cũng được anh em yêu cầu một bài một à. Có một bài một sao mấy anh em YouTube quay riết chán luôn rồi. Nhưng mà không hát bài khác được thì thôi bây giờ tôi xin phép hát ba câu vòng cổ, bài vòng cổ được mang tên Rượu Quán Nghèo. Xin mời tiếng hát của nhạc sĩ Hoàng Bửu, sư phụ tôi, lên đợt cho tôi hát bài sư phụ. Hành nào giờ? Sư phụ đợt em hát, sư phụ. Rồi thôi, bây giờ sư phụ nhường lại cho nhạc sĩ Lê của em, ừ, giấy xề đi. Nhưng mà nhớ nghe, tôi là bài này là tôi vô lẹ lắm á. Khỏi chầu 8 gì trơn á. Được. Rồi, thể thao là yêu cầu với một lớp trích trọn trong vài cái lương Rượu Quán Nghèo, tức là bên cầu dệt lụa. Lên đây. Đó, ừ. Đó. Rồi, xin cảm ơn Lâm Sung hen, chưa hát có bao rồi. Xe của ơi. Tắt hết echo, hết quạt cho anh em ra. Anh không có xài đâu. Ok. Rồi, em cho anh quạt nhẹ với miếng chép là được rồi. Thôi, khỏi chép thôi, miếng chép thôi là được rồi. Tắt mi thôi chứ còn đờn thì vẫn để. Thôi khỏi quạt luôn. Tắt luôn. Ok. Đại ca. Đại ca ơi, để đã bắt đầu. Để đã bắt đầu thèm rượu. Giờ đó là trạng nguyên rồi mà vẫn còn uống được rượu quán nghèo kinh nước mặn sau chiến hữu. Uống cho đại huynh. Đại huynh ơi, để muốn giữ vẹn thâm tình ngày đưa tiền bạn hiền ở của hai thằng bạn nghèo. Cười cái coi. Cho miếng bô liêm lên đi em. Bô liêm lên. Của hai thằng bạn nghèo rót rượu dằn dò nhau. Áo mẫu cân đai là biển rộng sông sâu sẽ ngăn cách đôi bờ tình tri kỳ. Đại ca ơi, để xin kính cẩn tay nâng mời tri kỳ mượn chén rượu ngày xưa cho trọn vẹn thâm tình. Rượu lạc trạng nguyên để chỉ xin cha muốn một mình đâu dám rốt làm bẩn môi người nghe khi xin gửi vào đây bằng hương vị của ngày xưa. Cởi áo mẫu cân đai gửi chuông hầu cận, mặc nguyên áo cơ hàng để mừng bạn tương tri. Kiên tử
chén rượu hôm nay mà nhớ ngày đưa tiền. Dạ em cảm ơn thầy, thầy của em đó, sư phụ. Hảo bằng hữu, sanh ta ra là cha mẹ, nhưng mà hiểu được ta chỉ có hiền đệ đây thôi. Cảm ơn hiền muội. Đệ ơi cởi lô bao đàng nguyên, đệ đã đẩy ta bằng chung rượu quê nghèo. Chung rượu tiền đưa chưa phải lạc gì bên nồng, xin đa tạ do nhiều thấm cảm sao xuyên tâm hồn dương đồng nghĩa. Hơi rượu hôm nay úp men tình ngày cũ, sao ta nghe vẫn còn hơi hướng trạng nguyên. Đâu đã mất con ta chỉ xin dám cạn dài chung nhỏ, rồi lại quay về vui cuốc bẩm cài sâu. Gàng ơi, bưng lên hai mình mặn các ơi. Đi đâu, đến đây. Xin chúng ta hãy dành cho nghệ sĩ Lê Văn Gàng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Đại ca ơi, còn gì để dạy nhau nữa không đại ca? Còn chứ. Ta xin trao để, ta trao để một nhành bóng mới thon thò, thay cho lời dặn dò khi được cao sang, chứ quên những kẻ bùng lắm tay chân nuôi dưỡng nhân sinh. Họ là những người ân, những lớp người đó đã chịu nhiều khinh bạc của những hạng áo rộng mũ cao ăn trên ngồi trước. Hiền đệ ơi, mà bây giờ đệ đã dấn thân vô tân trọng nhận đời để có người thân yêu với nhân dài phụ quỳnh ngã gia bằng lúa chân đen. Hảo bằng hữu. Ngon. Đại ca ơi, uống cạn chai này rồi chai nữa, rượu đã cạn bầu rồi chữa thấy sai. Hồn lại thâm say tình trí kỷ, ngày mai chia biệt chặng đường mây. Gàng ơi, nhìn mái tóc của bạn rối bồng như mây tám hướng, ta nè cảm thấy thẹn cho mình mấy lâu bị ràng buộc mấy nợ cân đai. Trọn đời để sẽ nhớ hoài men rượu hôm nay, cầm bầu gõ nhịp mà ca bài cảm. Không đưa vàng dầm trường đồng, mà nghe thương nhớ trong dòng núi sông. Dứt giác cầu chót. Cảm ơn bạn Hiền. Ngon. Rồi xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Dạ em cảm ơn nam nghệ sĩ anh Hoài Dương rất là nhiều. Và để tiếp tục hướng trình, em mời nghệ sĩ Bích Ngọc. Dạ em mời chị Bích Ngọc của em à. Có số thì sao ha, Phụ Dương vừa hát xong tới con gái hát liền ha Phụ Dương ha. Dạ em yêu cầu tiếng đàn của nghệ dân Lê Văn Của.
nghệ nhân Lê Văn Của. Tại vì dạ hôm nay thì em gái Bích Ngọc cũng xin chúc cho con anh Gàng là mau ăn chóng lớn, lớn lên thật xinh đẹp giống mẹ nha, thật xinh đẹp giống mẹ mới chịu nha. Con trai hả? Chết rồi, con trai. Dạ. À, giỏi giang giống ba nhưng mà xinh đẹp giống mẹ mà. Dạ, yeah, yeah. Thôi kệ đi, lỡ rồi, cho anh đi luôn đi, mày đừng có nhắc lại. Mẹ không nhắc lại đâu ai biết. Dạ, một lớp chích tròn rất là quen thuộc, một lớp chích tròn được mang tên cô gái bán gương. Mấy anh quay phim ơi, chút xíu anh cắt cái vụ mà chút con trai con gái giùm em nha. Cắt cái vụ con trai con gái bỏ qua giùm em nha. Ba con giọng gỗ được mang tên cô gái bán gương. Thôi thôi,
bồ chưa có nghe tôi hát đúng không? Đúng. À, bồ chờ đi chút nữa sau ba lon tôi hát. Bây giờ tiếp theo chương trình tôi mời tiếng hát của nghệ sĩ Lê Văn Gàn và Kim Ngân. Hát một bài trước đi rồi chiều giờ chủ tiệc chưa có hai chồng chưa hát, hát một bài đi rồi tụi em anh Dũng Nhí hát sao? Trời anh Dũng Nhí chờ đi. Đợi anh chút. Rồi lên lẹ đi, em tranh thủ đi, em đứng đó em sạn hồi anh Dũng Nhí đi về luôn á. Anh Dũng Nhí hồi chờ hát với em nha. Sao anh ngạc nhiên vậy? Em hát không được thôi. Alo. Dạ, theo lời yêu cầu. Bây giờ trời ơi anh em bây giờ còn nhiều dữ lắm luôn mà. Giờ chủ tiệc phải bắt hát. Để tiếp nối chương trình Văn Gàn và Kim Ngân xin gửi đến toàn thể đại gia đình một bài giọng cổ nó mang tên Lý Chim Huyên. Chim huyên quầy ăn trái quầy gan ta lòng người cô bạn người ơi cô bạn người thank you.
con người ta có tiền nên người ta chị nói anh ăn gian kìa, anh ăn hiếp chị. Dương vàng ăn hiếp dương chùa, hát không có nhường người ta gì hết trơn. Dạ xin mời nam nghệ sĩ anh Dũng Nhí. À dạ quý vị quan khách ơi, Phương Nghi cũng thay mặt gia đình mời toàn thể quý vị chúng ta nán lại giây lát nữa nha. À, chương trình giao lưu văn nghệ mình còn rất là dài. Em thấy mọi người ở đây vui hơn, về nhà thấy về nhà không có gì vui chứ. Giờ hát gì vậy thầy? Dạ dạ chào thầy. Mời thầy ngồi, hàng thầy mềm mời thầy về. Mà hàng em chưa mềm, em chưa về đâu anh Dũng ơi. Không có, cái đó là khác, không có. Không có dính líu tới anh. Không dính líu hả? Ừ. Đó nói với người khác đi. Dạ xin phép mời anh Dũng hát bài Sân Ga Chỉ Có Một Người. Mình hát hai thằng. Dạ hai thằng. Sân Ga Chỉ Có Một Người mà mình hát hai thằng. Những chiếc tàu rời khỏi sân ga, rời khuất dần trong bóng tối, bỏ lại nơi đây một mình ngồi mong đợi hôm mắt sâu như mang nặng nỗi sầu. Thank you.
Son á. Nghệ sĩ đã nổi và một người nghệ sĩ chuẩn bị nổi. Dạ vâng, và để liên tục chương trình cũng như thể theo cầu và sự yêu mến của khán giả, em mời nghệ sĩ ưu tú chị Thu Vân. Chị ơi, đây là một người cô thân thương yêu cầu là chị hát một bài nữa sau ca khúc này, em mời anh Hiếu chuẩn bị nha. Mà chắc cô đã từng xem Thu Vân hát trên YouTube những cái lúc mà Thu Vân hát vui với tất cả các anh chị em nghệ văn nghệ sĩ.
thì Thu Vân xin phép được gửi tặng bài này cho cô. Cô yêu cầu bài được bài vọng bài tân cổ được mang tên Tiếng Quốc Đêm Trăng. Xin mời tất cả quý cô chú anh chị cùng thưởng thức ạ. Dạ. Em xin Jamie nhạc Jamie 126. Dạ cô ơi, cô còn ở đây không ạ? À? Đây con gửi tặng cho cô bài hát mà cô yêu cầu nãy giờ nha cô. Bây giờ Thu Vân cảm thấy là bữa nay là tất cả các cô chú anh chị em ở gần thân tình với gia đình của anh Lê Văn Gàn, cũng như là những anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp và những người bạn bè thân thương á, ở đây rất là nhiệt tình. Cho nên là Thu Vân nãy giờ ca mà thật sự là rất là cảm thấy hào hứng. Dạ xin cảm ơn ạ. Chào quý bà con, cô bác thân thương, quý anh chị em nghệ sĩ cùng tất cả quý khán giả thân mến. Nhân dịp ngày hôm nay anh Gàn có mời Võ Thanh Phê đến để mừng ngày vui của cháu. Thôi nôi thì chú Phê chúc cháu được thông minh, học giỏi, mau lớn và lớn lên sẽ thành đạt. Chúc mừng anh chị Gàn. Và cũng không quên xin kính chúc toàn thể quý vị có mặt ngày hôm nay được nhiều sức khỏe, trong cuộc sống luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc ạ. Trên chuyến xe lam đông người chiều nào xui mình không đến nhau, trời mang nhiều trớn trêu chi người chưa hề biết quen gì, sao ngồi gần như tình nhân si. Quên chuyện vãng dâm câu niềm vui gặp gỡ ban đầu trong đã rồi. Không hẹn hò chi mà
gỡ nhau ngày hai lượt đi về. Có lẽ khiến trời giống rồi cho chúng mình hai đứa quen nhau. Chứ không phải là tại anh hữu ý nên cứ đợi có chuyến xe nào có em để cùng đi. Chà vậy chứ còn em khi nào sẽ đến bến mà chưa kịp thấy anh? Dối ngỡ em tìm quanh mà buồn dương ánh mắt. Cảm ơn. Lần anh bước dội theo em và từ đó mình yêu nhau thâm thiết. Cũng từ đó em mơ ngày đẹp nhất hai đứa mình cùng một chuyến xe qua. Thiên chuyên sẽ làm đông người chiều nay. Nghe nhiều bơ vơ nỗi niềm chua cay. Còn đâu một chuyến xe làm ngày đau mộng ước vô vàn. Bao kỷ niệm giờ mình em mang. Còn đâu một chuyến xe làm ngày đau mộng ước vô vàn. Bao kỷ the cầm bằng như giữa chuyến xe đời một trong hai đứa mình.
mình đã lỡ duyên. Thôi em nhớ cái thương đừng lưu luyến, hãy xem như mình là kẻ lạ người xa. Một chiều nào trên chuyến sẽ làm gặp gỡ giây phút phù du như giấc mộng. Giấc mơ nào rồi cũng vào quên lãng, hãy quên đi kỷ niệm ngày nào. Trên chuyến xe lam đông người chiều nay, nghe nhiều bờ giờ nỗi niềm chua cay. Còn đâu một chuyến xe lam ngày nào mong ước vô vàn. Bao nhiêu kỷ niệm giờ mình Dương, Võ Thành Phi và Thanh Nhàn xin cảm ơn tình cảm gia đình mình rất nhiều ạ.